thực ra là lỗi do tôi gợi ý. Lỗi do tôi gợi ý tức là con gà nó ấp trứng ở cái gì? Ở cái ổ. Chính ra là các bạn sẽ bảo là ở cái ổ, và tôi hỏi tiếp theo là khi người này à, khi cái con gà chạm vào cái ổ này thì có bị làm sao? Nó bị giật thì đó chính là ổ. Đấy, tôi cũng gợi ý thế cơ, nhưng mà đã mất hơn 5 phút thì thế nào gợi ý của các bạn? Đáp án của chúng ta là ổ điện. Đầu nguồn ra.